Donald Trump nhận trợ lực trước cuộc chiến mới. Không bất ngờ, sau phiên họp cuối cùng trong năm 2019 kéo dài 2 ngày mùng 10 và 11 tháng 12, dạng sáng 12 tháng 12, giờ Việt Nam, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã quyết định giữ nguyên lãi suất chuẩn ở mức 1,5 đến 1,75%. Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương Mỹ đã có những bật bí chính sách đang lưu tầm. Theo đó, Fed cho biết cơ quan này không mong đợi bất kỳ thay đổi chính sách nào trong ít nhất là năm 2020. Điều đó có nghĩa, Fed sẽ chưa tăng lãi suất như lo ngại của giới đầu tư, trong cuộc họp báo sau phiên họp hai ngày, chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết, cơ quan này sẽ phải thấy sự leo dốc liên tục của lạm phát trước khi nâng lãi suất một lần nữa, và quyết định ba lần giảm lãi suất trong vài tháng trước của năm 2019 là để bù vào cho việc nâng lãi suất quá nhiều trong năm 2018, một động thái được cho là đã làm giảm tốc nền kinh tế. Thêm vào đó, ông Jerome Powell cũng cho biết Fed sẽ duy trì chính sách tiếp tục mở rộng hoạt động cho vay qua đêm đến ít nhất là tháng 1 năm 2020 và mua trái phiếu chính phủ Mỹ cho đến quý 2 năm tới. Quyết định của Fed là khá bất ngờ bởi hầu hết các tín hiệu gần đây đều cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn khá khỏe mạnh, trái với đà suy giảm đáng kể của kinh tế Trung Quốc. Số việc làm tạo ra vẫn đang tăng lên, tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất 50 năm và chứng khoán ở đỉnh cao kỷ lục mọi thời DEE. Tín hiệu từ Fed được cho là một sự thuận chiều của người đàn ông quyền lực Jerome Powell trước tổng thống Donald Trump sau nhiều lần bị ông chủ nhà trắng chỉ trích thậm chí đe dọa sa thải định hướng chính sách của fed ngay lập tức làm đảo chiều thị trường tài chính mỹ cũng như thế giới chứng khoán mỹ đồng loạt tăng điểm trở lại với hàng loạt các cổ phiếu công nghệ như apple united technologies tăng mạnh lợi suất trái phiếu giảm nhờ dòng tiền đổ mạnh vào loại sản an toàn của nước mỹ tuy nhiên giá vàng vẫn treo khá cao trước một thời điểm quan trọng trong cuộc chiến thương mại mỹ trung